Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đang xem video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ra vườn dưa leo các bạn, mình ngắt đọt cũng như là chia sẻ cho các bạn một số thông tin về cái cây dưa leo nha các bạn. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà cắt đọt mà nó đúng nhất với cây dưa leo ha, để cây dưa leo mình nó ra được nhiều trái trên một cái nách ha. Thì cứ là một nách như vậy là sẽ là một trái ha. Để mình quay sơ cái vườn dưa leo cho các bạn xem ha. Thì cái vườn dưa leo này thì được trồng tại vườn dưới ruộng nha các bạn, và được lên clip hẳn hồi và cũng như là đi lưới các bạn, như cây này nọ, nói chung là trồng để kinh doanh các bạn ha. Để mình quay sơ về cái vườn này rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách cắt đọt ha. Thì không phải mình muốn ngắt ở đâu là mình ngắt đâu các bạn, thì nó cũng cực kỳ là khó nha. Nói chung là mình biết thì nó dễ, còn nếu như mà mình không biết thì mà mình cứ ngắt đại thì nó cũng không có tác dụng gì hết các bạn. Đây các bạn, đây là những cái bông dưa leo các bạn. Thì nếu mà như mà một cái cây dưa leo mà bạn không có ngắt đọt á, thì nó sẽ ra, thường thường là nó sẽ ra cái bông đực nó nhiều hơn là cái bông trái ha. Còn nếu như mà bạn ngắt đọt á, thì thứ nhất là nó sẽ là bung nhánh ra, có nghĩa là khi mà bạn ngắt đọt như vậy á, thì nó sẽ chẻ làm hai ra và nó sẽ ra rất là nhiều cái bông cái ha. Đây mình ngắt thêm đọt nữa nè các bạn. Thì ở đây mình đang quay ở giữa cánh đồng á, thì nó hơi gió nha các bạn. Các bạn xem có nghe tiếng mình rõ không ha, cũng thông cảm cho mình ha. Thì mình đang ở ngoài đồng dưa leo thì nó hơi gió, mình quay cho các bạn xem á. Ở đây là trồng theo luống luôn nha các bạn, và có mương là đựng nước luôn, nói chung là ok hết. Và ở đây là bằng lưới gà các bạn. Và cái cách mà để mà ngắt đọt dưa leo mà nó chuẩn nhất là bạn biết sao không? Là có nghĩa là khi mà bạn trồng cái cây dưa leo á, lên là khoảng đâu bạn đếm từ dưới đất mà lên tới trên ngọn á, thì nó khoảng là 12 lá nha các bạn. Thì sau đó các bạn sẽ ngắt ngay cái đọt thứ 10. Có nghĩa là bạn đợi cái cây dưa leo nó lên là đúng là khoảng là 12 lá. Bạn đếm từ dưới đất cho lên tới trên ngọn là 12 lá. Sau đó bạn canh ngay cái lá thứ 10 á, các bạn ngắt. Thì sau đó thì khoảng đâu là 4 ngày sau là nó sẽ bung nhánh ra và nó sẽ là ra cái bông cái nhiều hơn là cái bông đực ha. Đó là cái kỹ thuật các bạn. Có nhiều bạn người ta không có biết ngắt đọt dưa leo á, các bạn cứ canh nó dài dài khoảng các bạn ngắt thì cũng được á, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái cách mà như mình chia sẻ cho các bạn á. Là cái cách này thì mình cũng đã học được từ nhiều anh em các bạn, anh em chỉ mình á, và mình đã thấy qua rất là hiệu quả các bạn. Có nghĩa là ở dưới đất nó lên khoảng 12 lá, sau đó bạn ngắt ngay cái chỗ là cái nách cái lá thứ 10 á, thì từ đó là những cái nhánh á, nó sẽ bung nhánh đôi ra, và cứ như vậy là một nách á, là nó sẽ ra là một bông ha. Ở đây các bạn, chứ mình không có được ngắt lung tung các bạn. Đây nè, còn cách ngắt là cách ngắt như thế này nữa các bạn. Đó, để ngắt cho các bạn xem ha. Ở đây mình chưa có đếm, mình chỉ ngắt demo cho các bạn xem thôi. Đó, thì mình cứ đếm là đúng là 12 lá là mình ngắt các bạn. Ở đây mình quay sơ cho bạn xem ha. Nó trồng kinh doanh là phải trồng như vậy các bạn, mình phải biết được cái kỹ thuật á thì mình mới trồng nó mới hiệu quả, chứ mà mình ngắt lung tung thì nó không có được nha các bạn ha. Ở đây là trồng theo luống các bạn, trồng theo kiểu là kinh doanh ha các bạn ha. Thì trồng dưa leo này thấy cũng dễ các bạn, chủ yếu là mình xịt thuốc và bón phân cũng cơ bản thôi, nó cũng không có khó khăn như những cái loại cây khác nữa. Ở đây là mình để chống nặng hai cây hai bên các bạn, và một cái cây ngang qua, rồi mình ấy lưới gà lên để cho cái dây dưa leo nó bò các bạn. Thì cái loại dưa leo này là cái loại dây bò mà các bạn ha. Đó. Khi mà các bạn ngắt như vậy thì cái bông cái nó sẽ nhiều hơn. Thường thường là nếu mà các bạn để cái rễ gốc không á thì nó sẽ ra là bông đực không à. Ở đây là bông cái này các bạn. Đó. Thì cứ mỗi cái bông cái như vậy thì sẽ có một cái trái dưa nhỏ nha các bạn ha. Còn bông đực thì nó sẽ không có. Nó là vậy ha các bạn ha. Đất ở đây là trồng là đất thịt nha các bạn. Thì trồng cái này thì mình cần bố trí thêm như là bao ni lông nè. Đây mình quay cho bạn xem nè. Nó bao ni lông bạc á các bạn. Mình mua cuộn về cái mình kéo ra. Thì trong cái bao ni lông bạc này nó có cái kích thước sẵn rồi. Và nó có cái lỗ á. Thì mình chỉ việc là mình khoét lỗ thôi. Và mình bỏ sơ dừa vô và mình bỏ hạt giống vô nha các bạn ha. Và mình tưới nước đều là được. Đó, đây mình quay cho các bạn xem. Thì bạn nào mà có trồng dưa leo á, cũng như là muốn ngắt đọt á, thì bạn xem video của mình ha. Thì trong cái kênh của mình các bạn cũng rất là nhiều cái video
Về trồng trọt á, thì bạn nào quan tâm thì có thể bấm vào cái danh sách phát của mình để xem nha các bạn. Và bạn nào xem video mà thấy mình chia sẻ được á, thì hãy nhấn cho mình cái nút like cũng như là cái nút đăng ký nha. Rồi mình xin cảm ơn ha. Rồi mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem nè. Thì cái những nhánh mà nó dè dè ra như thế này đó các bạn, thì bạn xiên thì bạn lên để vô cái lưới nha, để cho nó bò nó nhanh phát triển ha. Chứ mà bạn để ở ngoài á, thì nó bò nó lung tung rồi các bạn. Thường thì nó sẽ bò theo cái hướng lên và cái hướng mặt trời các bạn. Đó thì đôi lúc mình phải chỉnh lại ha. Và mình phải canh mà nó lên đủ là khoảng là 12 lá thì mình canh mình ngắt đọt đi để cho nó ra trái nhiều các bạn. Mình quay nha. Thì cái bông này là cái bông màu vàng nha các bạn ha. Thì cái vườn dưa leo này cũng khá là ok các bạn. Đó, để mình quay sơ cho các bạn xem nè. Thì bạn nào mà không có bạn nào có cái câu hỏi gì á, thì các bạn cứ comment bên dưới ha, thì rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha các bạn. Về cái chủ đề ha, thì trước đó thì mình cũng đã làm một cái video là về cây dưa leo á, thì các bạn có thể xem lại trong cái phần danh sách phát của mình các bạn. Đây ngoài cây không các bạn ha. Thì những cái cây này á, thì mình sau khi mình trồng á, thì mình có thể mình trồng lại cái lón cây khác các bạn, chứ mình không có bỏ các bạn ha. Thì thường á, thì nếu mà mình có điều kiện thì mình nên trồng theo cái kiểu này thì nó sẽ rất là ok. Còn nếu mà như mà các bạn mà không có điều kiện mà để giăng lưới cũng như là cây này bạc này thế này các bạn, thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kỹ thuật khác nè. Bạn nên trồng sen canh đi, có nghĩa là bạn trồng cái cây đậu bắp á, cái cây đậu bắp mà bạn ăn vừa xong mà nó tàn á, thì bạn lấy dây các bạn buộc cái cây đậu bắp lại, sau đó bạn trồng cái cây dưa leo lên là cho nó bò lên cây đậu bắp luôn. Đó là một công hai chuyện các bạn. Đó thì đó là mình chia sẻ cho các bạn á. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like cho mình ha. Thì cơ mình hiện tại cũng đang còn nhỏ các bạn, thì các bạn giúp mình like và đăng ký và chia sẻ trong những cái group cây trồng nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ quay sơ lượt qua một lần nữa, thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Ở đây mình đang đi trúng cái cây luôn các bạn. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Thì cái vườn dưa leo này thì cũng rất là ok các bạn, nó đang trong tình trạng là phát triển các bạn, và cũng chuẩn bị là ngắt đọt á. Thì mình đang hôm nay mình làm về cái chủ đề là ngắt đọt dưa leo các bạn, thì mình cũng đang lựa một cái đám dưa leo mà nó đúng thời điểm mà để ngắt đọt á. Chứ mình biết những cái đám dưa leo ở những chủ vườn khác các bạn là nó đang hiện ra trái nhiều á, nhưng mà mình không có đi quay bên đó, tại vì mình hôm nay là chia sẻ cho các bạn về cái cách ngắt đọt á, nên mình cũng lựa cái đám dưa leo nhỏ. Thì quê của mình là Gò Công các bạn, thì trồng đồ rất là nhiều đó. Thì bạn nào có về Gò Công thì các bạn sẽ biết ha. Để mình ngắt vài đọt cho các bạn xem nè. Đó. Đó, mình ngắt cho các bạn xem ha. Đó. Ở đây thì mình đang chỉnh video cho nó chậm lại, cho nó bớt rung các bạn, cho các bạn dễ xem á. Rồi thì thôi, video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Thì mình mến chào tất cả các bạn và chúc các bạn được vui và thành công nha. Rồi mình xin mến chào.